Kim Jong, ác mộng cho Ukraine, NATO. Thưa quý vị và các bạn, những tổn thất của lực lượng Ukraine tại Bakhmut là không thể che giấu được nữa. Không chỉ truyền thông dòng chính Mỹ như tờ Washington Post đã tỏ ra trung thực phần nào khi đề cập tới Bakhmut, mà ngay cả truyền thông của chính phủ Ukraine như tờ Kiev Independent cũng đã ít nhiều nhìn thẳng vào thực tế. Trong khi ấy, căng thẳng giữa Mỹ và Nga ngày càng gia tăng sau sự cố của UAV. Và một đồng minh thân cận của Mỹ đang thấp thỏm lo lắng vì sợ vũ khí hạt nhân của Nga. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sang theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin 360 News. Bakhmut, thương vong cao, tinh thần thấp. Ngày 5 tháng 3, lần đầu tiên tờ Kiev Independent đã mô tả tình hình tại Bakhmut là tàn khốc trong bài viết có tiêu đề "Lính Ukraine ở Bakhmut, quân đội của chúng tôi không được bảo vệ", khi phóng viên của tờ này đã nói chuyện với những người lính tham gia chiến trận tại đây. 10 ngày sau, một phóng viên khác của tờ Kiev Independent cũng có một báo cáo tương tự với tiêu đề "Trận Bakhmut, binh sĩ Ukraine lo Nga bắt đầu nếm mùi chiến thắng". Bất cứ ai quan tâm đến cuộc xung đột này cũng nên đọc trọn vẹn bài báo này. Với thời lượng không cho phép, chúng tôi chỉ xin trích dẫn một số đoạn để một lần nữa xác nhận tỷ lệ thương vong thực sự của Ukraine ở Bakhmut, cũng như cho thấy chính quyền Tổng thống Zelensky đang đẩy quân đội của ông vào con đường tự sát mà video hôm qua chúng tôi đã đề cập. Bài viết của tờ Kiev Independent đã lột tả những khoảnh khắc đau lòng như sau. Volodymyr, lính bộ binh thuộc lữ đoàn cơ giới 93, cho biết ông đã phải vật lộn để ăn sau khi chiến đấu ở Bakhmut trong nhiều tháng. Ông ấy trông có vẻ run khi nói chuyện. Trong 2 tháng, đơn vị của Volodymyr được giao nhiệm vụ bảo vệ Bakhmut chống lại các nhóm tấn công nhỏ của Nga đang tiến vào thành phố. Lữ đoàn cơ giới số 93 của ông liên tục hứng chịu hỏa lực súng cối vì binh lính đang ở ngoài trời, nơi mảnh đạn có thể làm họ bị thương hoặc tử vong bất cứ lúc nào. Chỉ vài ngày trước khi quay trở lại chiến đấu trong trận chiến Bakhmut, một người lính Ukraine, Volodymyr, 54 tuổi, cho biết ông cảm thấy chưa sẵn sàng. Ở cách chiến tuyến khoảng 25 km về phía Tây tại Kramatorsk, Volodymyr nói với phóng viên Kiev Independent rằng "Khi họ đưa chúng tôi đến Bakhmut, tôi đã biết mình sắp chết. Người Nga tiếp tục bắn vào chúng tôi, nhưng chúng tôi không có pháo. Vì vậy chúng tôi không có gì để tấn công lại họ. Tôi không biết mình có trở về hay không. Chúng tôi chỉ sắp bị giết thôi". Những người lính bộ binh Ukraine được phóng viên tờ Kiev Independent phỏng vấn đã mô tả cuộc giao tranh ở Bakhmut là một thử thách sống còn tuyệt vọng trước kho vũ khí và nhân lực vô hạn của người Nga. Chỉ với súng máy và súng trường, họ nói rằng họ đã chống đỡ các cuộc tấn công bằng súng cối và pháo binh của Nga cho đến khi nơi ẩn náu của họ cuối cùng bị phá hủy. Valery, một người lính bộ binh Ukraine, nói rằng hầu hết các đồng đội đã ngã xuống của anh ta đều bị trọng thương bởi các mảnh đạn. Valery nói với tờ Kiev Independent vài giờ sau khi rời mặt trận Bakhmut như sau. "Thật đáng tiếc khi có lẽ 90% tổn thất của chúng tôi là do pháo binh hoặc xe tăng và hàng không, và ít hơn nhiều thương vong từ các trận đấu súng". Valery tính rằng chỉ một số ít trong số 27 thành viên ban đầu trong trung đội của anh ấy đã rời khỏi mặt trận Bakhmut cùng anh ấy, mặc dù anh ấy giải thích rằng hầu hết họ đều bị thương chứ không phải bị chết. Valery nói người Nga có rất nhiều vũ khí và họ có rất nhiều trong số chúng. Họ đang bắn vào chúng tôi mọi lúc. Đôi khi bạn nghe thấy tiếng súng đến mỗi giây. Như vậy có thể thấy, theo lời của binh sĩ Valery thì hầu hết đồng đội của anh đã tử trận hoặc đã bị trọng thương bởi các mảnh đạn pháo của Nga. Và gần như rất ít người như Valery đã sống sót rời khỏi Bakhmut. Và đúng như dự đoán, pháo binh là sát thủ lớn ở Bakhmut, đã có khá nhiều người bị thương, nhưng cơ hội sống sót là không lớn, bởi vết thương do pháo binh gây ra sẽ tàn phá cơ thể và chậm lành so với các loại đạn súng thông thường. Có thông tin cho rằng, các sĩ quan Ukraine đã ra lệnh cho những binh sĩ bị thương nhẹ được băng bó, sơ cứu tạm thời và ngay lập tức đưa ra mặt trận trở lại. Tuy nhiên, việc phải chiến đấu trong chiến hào lầy lội với điều kiện vệ sinh tồi tệ đã khiến những vết thương bị nhiễm trùng và nhiều người đã không qua khỏi. Lợi thế về pháo binh của Nga được báo cáo là 10 trên 1. Như vậy có thể thấy, pháo binh đang gây ra tỷ lệ thương vong rất cao cho binh sĩ Ukraine. Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng tỷ lệ thương vong của Nga cao hơn của phía Ukraine đều đang thách thức những dữ liệu từ thực tế. Trở lại tiền tuyến tại Bakhmut, tờ Kiev Independent tiếp tục mô tả như sau. Lính bộ binh Vladislav thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 58 cho biết nhiều binh sĩ trong trung đội của anh đã từ chối đến Bakhmut khi người Nga tiến đến gần hơn. Nhiều binh sĩ từ các lữ đoàn khác cũng cho biết
họ đã gặp phải nhiều kẻ từ chối, đang tìm mọi cách để không bị điều trở lại Bakhmut. Trong lần luân chuyển cuối cùng vào cuối tháng 2, Vladislav nói rằng chỉ có 8 trong số 25 binh sĩ trong trung đội của anh lên đường tới Bakhmut, và những người còn lại nói rằng họ không thể đi vì những lý do đột ngột, bị sốt hoặc đau nhức cơ thể. Sau đó 8 người tiến đến một vị trí ở ngã tư gần sông Bakhmutka, nơi những ngôi nhà bị phá hủy xếp thành hàng. Trung đội của anh đã hứng chịu hỏa lực súng cối dày đặc của Nga ngay khi họ vừa đặt chân đến. Binh sĩ Vladislav cho biết 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng, trong đó một người lính bị mất cánh tay và người còn lại bị trúng đạn vào bụng. Những người còn lại, bao gồm cả bản thân Vladislav, đều bị chấn động nặng bởi hỏa lực súng cối. Tất cả họ đã được sơ tán khỏi Bakhmut ngay ngày hôm đó và rời bỏ vị trí. Như vậy, từ đoạn mô tả trên có thể thấy, trong cuộc giao chiến ngắn ngủi đó, binh sĩ Ukraine đã tổn thất tới 50% và những người còn lại đều bị chấn động nghiêm trọng, khiến một lần nữa thông tin của một chiến binh đánh thuê nước ngoài hé lộ hồi cuối tháng 2 trên tờ Newsweek nói rằng tuổi thọ của một người lính Ukraine chiến đấu trên tiền tuyến ở Bakhmut chỉ có khoảng 4 giờ là hợp lý. Tờ Kiev Independent cũng đề cập đến phong cách chiến đấu của người Nga ở Bakhmut cũng rất mới lạ. Chiến thuật được thiết kế làm sao để càng ít người thương vong càng tốt cho phía Nga. Tờ này có đoạn viết như sau. Lính bộ binh Vladislav cho biết quân Nga thường xuất hiện theo nhóm khoảng 5 người vào ban đêm, nhưng họ có vẻ sợ hãi khi tung ra các cuộc tấn công tầm gần. Vì vậy, thay vào đó, người Nga sẽ sử dụng hỏa lực hàng loạt để phá hủy các ngôi nhà, nơi người Ukraine trú ẩn để theo dõi lực lượng xâm lược. Đến mức binh sĩ Ukraine buộc phải rời vị trí để tìm kiếm vị trí khác được bảo vệ tốt hơn. Binh sĩ Vladislav nói, họ, tức người Nga bây giờ, cũng đang chiến đấu một cách thông minh. Maxim, 33 tuổi, lính bộ binh thuộc lữ đoàn xung kích riêng biệt số 5, cho biết người Nga cũng đã có một chiến thuật đã được thiết lập ở khu vực phía nam gần Bakhmut. Lính bộ binh từ Kiev đã được triển khai trên mặt trận ở Ivanovske, ở vùng ngoại ô phía tây nam của Bakhmut, trong suốt tháng 2 năm 2023, nơi giao tranh ác liệt diễn ra trên một ngôi làng chiến lược nằm trên một trong những tuyến đường quan trọng dẫn vào thành phố. Dựa nhiều vào máy bay không người lái, người Nga sẽ xác định vị trí của binh sĩ Ukraine trong khu vực. Sau đó họ sẽ bắn nhiều loạt súng cối và pháo binh, sau đó là các cuộc tấn công của bộ binh nhằm cố gắng bao vây các binh sĩ Ukraine. Theo binh sĩ Maxim, nếu máy bay không người lái không thể phát hiện ra các vị trí của Ukraine, người Nga sẽ cử một vài binh sĩ đến nổ súng cho đến khi họ nghe thấy tiếng súng đáp trả. Dù tàn bạo đến đâu, các chiến thuật của Nga đã dần phát huy tác dụng và đẩy lùi đơn vị của Maxim tổng cộng 1,5 km suốt tháng 2. Như vậy có thể thấy người Nga đang áp dụng lối tấn công chậm mà chắc, trong đó có chiến thuật mồi nhử bao gồm việc trinh sát và buộc đối phương phải nổ súng. Sau đó xác định đúng vị trí người Ukraine ẩn nấp và dội hỏa lực pháo binh vào vị trí đó. Với chiến thuật này, nó dẫn đến tổn thất cao cho bên phòng thủ là Ukraine và tổn thất nhỏ cho bên tấn công là Nga. Vì thiếu các phương tiện chiến đấu, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục với chiến thuật phòng thủ gây tốn kém nhân lực của mình. Tờ Kiev Independent có đoạn viết như sau. Ngôi làng Ivanovske nằm trên đường cao tốc đến Kostiantynivka và chỉ cách Bakhmut 8 km là một trong những khu định cư mà lực lượng Ukraine đang củng cố. Một phó đại đội trưởng từ lữ đoàn số 80 được biết đến với bí danh là thứ ba, nói với tờ Kiev Independent rằng các chiến hào đang được đào dọc theo đường cao tốc từ Ivanovske đến Kostiantynivka để ngăn chặn một cuộc đột phá của người Nga ở Ivanovske. Việc tạm dừng hoạt động trong giao tranh ở các khu vực xa Bakhmut đã giúp ích cho việc xây dựng công sự. Binh sĩ Thut, 45 tuổi cho biết nếu người Nga chiếm được Bakhmut, họ sẽ tiến xa hơn về phía nam tới Ivanovske, sau đó tới Chasivya và xa hơn về phía tây. Chúng tôi đang chuẩn bị trước. Ông nói về việc bảo vệ phần còn lại của khu vực khỏi quân Nga nếu Bakhmut thất thủ, nhưng nói rằng chiến thuật phòng thủ hiện tại này chỉ là tạm thời và không biết kế tiếp phía địch là người Nga sẽ làm gì. Như vậy có thể thấy Tổng thống Zelensky vẫn yêu cầu binh sĩ của ông tiếp tục bám trụ tại Bakhmut bất chấp tổn thất và trong bối cảnh thiếu thốn đạn dược. Người lính Ukraine giờ chỉ biết đào chiến hào, ngồi trong đó chờ đợi và không biết người Nga sẽ tấn công họ như thế nào. Đây có thể nói là bi kịch đau thương cho những binh sĩ Ukraine đang chiến đấu tại Bakhmut. Nga sử dụng Kinzhal để phá hủy lưới điện hay cơ sở quân sự của Ukraine. Đây là chủ đề mà hầu hết các kênh truyền thông phương Tây đều tránh đề cập đến, và Ukraine vẫn đang phải vật lộn với tình trạng mất điện sau cuộc tấn công bằng tên lửa. Máy bay không người lái và ném bom của Nga vào các mục tiêu Ukraine hôm thứ Năm tuần trước, ngày 9 tháng 3,
một tuần sau vụ tấn công ngày 15 tháng 3. Truyền thông Ukraine cho biết một số vùng trong đó có thủ đô Kiev sẽ tiếp tục bị mất điện. Các cuộc tấn công vào các nhà máy phát điện và hệ thống phân phối điện cũng khiến các đoàn tàu chạy bằng điện phải ngừng hoạt động, buộc các đầu máy diesel khan hiếm phải chuyển sang ưu tiên cho các đoàn tàu quân sự. Điều này cũng đồng nghĩa làm gián đoạn tuyến hành lang giữa Ba Lan trong việc trung chuyển người, trang thiết bị và vũ khí mới của NATO vào Ukraine. Chiến dịch tấn công lưới điện Ukraine hiện đã phá vỡ năng lực của chính quyền Kiev và NATO trong việc sửa chữa, cung cấp và triển khai cơ sở hạ tầng hậu cần cung cấp cho mặt trận phía đông Ukraine. Các nỗ lực khẩn cấp của Mỹ và châu Âu để gửi các máy phát điện thay thế tới Ukraine được cho là đang bị đình trệ hoặc quá chậm trễ. Không chỉ tác động của chiến dịch chiến tranh điện tử không được đưa tin trên các phương tiện truyền thông dòng chính phương Tây, mà tầm quan trọng của việc quân đội Nga bắn một loạt tên lửa siêu thanh Kinzhal vào tối ngày 9 tháng 3 cũng bị phớt lờ. Các tiết lộ của quân đội Ukraine cho thấy, các hệ thống phòng không do NATO cung cấp đã không thể phát hiện, đánh chặn hoặc phòng thủ trước tên lửa Kinzhal của Nga. Với việc phóng cùng lúc 6 tên lửa Kinzhal lần đầu tiên, Bộ Tổng tham mưu Nga đã chứng minh rằng họ không hề thiếu nguồn cung cấp và rằng các loại vũ khí có độ chính xác cao, chi phí cao đã được nhắm mục tiêu quan trọng. Mục tiêu này là gì? Ngày 9 tháng 3, Nga đã bắn 81 tên lửa, trong đó có 6 tên lửa KH-47 Kinzhal vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Đó là cuộc tấn công hàng loạt đầu tiên từ tiền tuyến trong hơn 3 tuần. 3 nhà máy nhiệt điện bị tấn công, chỉ 38 trong số 81 tên lửa bị đánh chặn. Đó là tỷ lệ đánh chặn thấp hơn đáng kể so với mức 80% mà lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố hồi đầu tháng 3. Các tên lửa bị phá hủy chủ yếu là tên lửa hành trình cận âm và máy bay không người lái tấn công bay chậm. Không có tên lửa nào trong số 25 tên lửa đạn đạo hoặc tốc độ cao các loại, bao gồm Kinzhal, bị bắn hạ. Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ không có khả năng làm như vậy. Có một điều đáng chú ý, truyền thông dòng chính phương Tây cũng như chính quyền Kiev đã phớt lờ thông báo các mục tiêu mà tên lửa Kinzhal đã nhắm vào. Câu hỏi đặt ra là, vì sao phía Nga bỗng dừng phóng 6 tên lửa Kinzhal đắt đỏ lần đầu tiên chỉ trong một ngày? Phải chăng đây là bước khởi đầu của chiến dịch nhằm vào các địa điểm bí mật của Bộ Tham mưu Chiến tranh Ukraine và NATO đặt tại thủ đô Kiev và thành phố Lviv? Có thông tin cho rằng, mục đích Nga sử dụng Kinzhal là nhằm vào các nhân viên điều hành chiến tranh của Ukraine và NATO đang ẩn náu trong các bong kè quân sự nằm bên dưới các tòa nhà dân sự ở thủ đô Kiev là thành phố Lviv. Khi tìm kiếm thông tin này, chúng tôi chỉ thấy có một báo cáo của Nga rằng các mục tiêu tên lửa Kinzhal nhắm đến bao gồm một bong kè sâu tới 80m gần thành phố biên giới Lviv, nơi một điểm chỉ huy chiến lược của NATO được sử dụng để kiểm soát các hệ thống phòng không. Nơi này có tới 300 nhân viên trong bong kè, 40 người trong số đó là các chuyên gia nước ngoài cấp cao. Không rõ thông tin này có chính xác hay không và vụ tấn công này có gây thiệt hại gì cho phía Ukraine và NATO hay không. Nhưng một tuần sau, sự cố UAV của Mỹ bị rơi ở Biển Đen hôm 14 tháng 3 đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Mỹ tăng gấp đôi số chuyến bay gần biên giới Nga sau sự cố UAV. Mặc dù máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen hôm 14 tháng 3 sau khi được cho là đã bị một máy bay chiến đấu của Nga quấy rối và đâm trúng trong một vụ va chạm trên không, Lầu Năm Góc vẫn đang tăng cường các chuyến bay khiêu khích và đầy rủi ro gần biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thay rằng Mỹ sẽ tiếp tục triển khai máy bay của mình ngay cả sau khi xảy ra tình huống có tên tiếng Anh là Near Miss, có nghĩa là sự cố suýt xảy ra rất nguy hiểm mà giới quan sát lo ngại có thể gây ra một cuộc tấn công giữa hai siêu cường sở hữu vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Austin cho biết, tình tiết nguy hiểm này là một phần trong khuôn mẫu các hành động gây hấn, mạo hiểm và không an toàn của các phi công Nga trong không phận quốc tế. Vì vậy, đừng nhầm lẫn, Mỹ sẽ tiếp tục bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Và nhiệm vụ của Nga là vận hành máy bay quân sự của mình một cách an toàn và chuyên nghiệp. Một ngày trước đó, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói rằng mặc dù các vụ chặn như vậy của máy bay Nga không phải là hiếm trên Biển Đen, nhưng vụ việc này đáng chú ý vì nó không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Các quan chức Mỹ cho biết các máy bay phản lực của Nga đã vượt qua chiếc UAV khoảng 19 lần trong 30 phút trước khi một trong số hai máy bay phản lực lỡ tiếp cận và va vào chiếc máy bay không người lái khiến nó bị hư hại nặng. Trong khi các chuyên gia phương Tây đã nhanh chóng lên án hành động gây hấn không an toàn của Nga, thì họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Đó là chiếc UAV đã hoạt động ngay sát biên giới của Nga, và việc này diễn ra khá thường xuyên. Điện Kremlin cho biết,
đã điều động các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ đang tiến về biên giới của họ. Câu hỏi đặt ra là nếu tình huống tương tự ở Biển Đen hôm 14 tháng 3 xảy ra ngay ngoài khơi bờ biển của Mỹ, liệu Lầu Năm Góc có điều máy bay phản lực Mỹ áp tại UAV của Nga hay không? Trong khi ấy, phản ứng trước sự cố UAV này. Trong một tuyên bố với Fox News, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham kêu gọi quân đội Mỹ bắn hạ các máy bay Nga bay qua Ukraine như một sự thể hiện ủng hộ đối với chính phủ Ukraine. Nghị sĩ Graham tuyên bố như sau: "Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là chúng ta đang ở trong một tình thế nguy hiểm. Sự yếu kém tạo ra sự khiêu khích. Họ, tức phía Nga, biết rằng họ có thể thoát khỏi nó." Graham lập luận rằng việc cho phép máy bay Nga bay qua Ukraine mà không chịu bất kỳ hậu quả nào là một dấu hiệu của sự yếu kém. Ông kêu gọi chính quyền Biden có lập trường quyết liệt hơn nhiều đối với Nga và thể hiện cam kết bảo vệ các lợi ích của Ukraine. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Graham đã vấp phải sự chỉ trích từ các chuyên gia quân sự Mỹ, những người cảnh báo rằng việc bắn hạ máy bay Nga sẽ dẫn đến sự leo thang nguy hiểm của cuộc xung đột và có khả năng gây ra một cuộc đối đầu quân sự rộng lớn hơn giữa Mỹ và Nga. Họ cũng lưu ý rằng Nga có một hệ thống phòng không mạnh mẽ và bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm bắn hạ máy bay của họ đều có thể dẫn đến sự trả đũa nghiêm trọng. Lưu ý là cùng ngày 14 tháng 3, xảy ra sự cố UAV của Mỹ tại Biển Đen, tờ Daily Mail của Anh đã có bài viết giật gân là Nga sẽ sử dụng tên lửa dưới nước Poseidon để quét sạch nước Anh khỏi bản đồ bằng một cơn sóng thần phóng xạ cao 1.000 feet nếu quân đội NATO đặt chân lên đất Ukraine, tuyên bố của Putin. Anh lo ngại bay hơi vì siêu ngư lôi Poseidon của Nga. Truyền thông dòng chính Anh là tờ Daily Mail một lần nữa tiếp tục lặp đi lặp lại chủ đề nhàm chán là người Nga đang thất bại, mặc dù thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Theo tờ này, vì thất bại khi không đạt được bước tiến có ý nghĩa ở Ukraine, nên các nhà tuyên truyền của Tổng thống Putin hiện đang thảo luận về các lựa chọn quân sự của Nga, trong đó có tính tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tờ này viết như sau: truyền thông nhà nước Nga kêu gọi Vladimir Putin sử dụng tên lửa hạt nhân dưới nước của mình để quét sạch nước Anh khỏi bản đồ bằng một cơn sóng thần phóng xạ cao 1.000 feet nếu quân đội NATO đặt chân lên đất Ukraine. Tướng Nga đã nghỉ hưu Yevgeny Buzhinsky kêu gọi tấn công nước Anh bằng tên lửa dưới nước Poseidon mà ông nói sẽ kích hoạt sóng thủy triều phóng xạ cao 1.000 feet, tương đương khoảng hơn 300 mét. Tướng Buzhinsky vốn là nhân vật ủng hộ chiến tranh nói: sóng thần, vâng sóng thần. Nếu NATO gửi quân, tất nhiên là chúng ta sử dụng Poseidon và một cơn sóng thần và sóng cao 300 mét. Tướng Buzhinsky cũng đe dọa Anh bằng một cuộc tấn công bằng tên lửa Sarmat 2 cao 14 tầng, tên lửa hạt nhân lớn nhất của Nga, mà ông tuyên bố sẽ hủy diệt nước này. Thậm chí truyền thông Anh còn mô tả tướng Buzhinsky đã tức giận vì cuộc bắn phá tên lửa của Tổng thống Putin vào Ukraine hôm 9 tháng 3 là chưa đủ khi ông này nói. Tất nhiên, 6 tên lửa Kim Jong không thể tạo ra điểm bùng phát, tốt hơn nên có 60 tên lửa hoặc thậm chí tốt hơn là 600. Như vậy có thể thấy, căng thẳng giữa Mỹ và Nga ngày càng gia tăng trong những tuần gần đây, đặc biệt khi tình hình chiến trường đang bất lợi nghiêng về phía Ukraine. Điều đáng sợ là cả Mỹ và Nga đều có những tiếng nói dịu hâu ủng hộ chiến tranh mạnh mẽ như nghị sĩ Lindsey Graham và tướng Nga Buzhinsky. Đương nhiên, một khi hai siêu cường quân sự hàng đầu thế giới đối đầu với nhau, chiến tranh hạt nhân là tất yếu. Vì vậy, những tiếng nói ủng hộ việc cắt giảm viện trợ cho Kiev tiến tới chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine của thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu tổng thống Donald Trump là cực kỳ thiết yếu trong thời điểm hiện nay. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tình 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào, tạm biệt.